Xin chào cả nhà nha. Hiện tại em đang đứng tại quán của Tây Thiên nha cả nhà. Thì hôm nay thì đã bắt đầu thấy xuất hiện nhiều anh YouTuber rồi, không còn vắng như ngày hôm qua nữa. Hôm nay sẽ có rất là nhiều mấy anh em quay luôn, rất là nhiều nha. Đây nè, có anh Nghĩa nè, Kim Long Nhông Xì Phố, anh Thắng, rồi có cái anh này, kênh anh này thì em không biết, rồi anh kênh anh Thuận với anh Thiện bên Sài Gòn Daily, rồi mới qua bản về nè. Tiếp tục nha cả nhà. Thì tại đang đứng ở chỗ Nam Thi đây thì hello cô xíu nha, cô xíu sẽ like trực tiếp sau nha cô xíu ơi. Thì hôm nay rất là đông nha cả nhà, đông luôn. Đi hỏi là còn có ăn gì chưa? Nãy có ăn nãy ăn gì quên rồi, bò đã lớp rồi tí ơi. Đầu quá giờ không nhớ gì tí ơi, mệt quá trời mệt rồi. Đây là bắp cơm chị Hè đây. Nói chứ một lát trả 3.000 tiền viên thuốc Baron nha ông nội. 23.000 giờ chị Hai đang ấy với phần súp. Để Hai học súp không bồi. Em nói là không biết chứ. Mình chuyển đầu chi coi. Nghe đó nó mấy ly kìa má. Hello mình nha. Hello mình nha. Tại là ở đây thì Thi đang làm bắp cho khách cả nhà, hôm nay là rất là đông luôn nè. Khách đến xếp hàng cũng rất là đông luôn nè. Giống hôm nay là cái giống như hôm nay là cái chỗ này là cái chỗ phong thủy hay sao á. Hôm qua là mình giờ ra ngoài kia đúng không, thì nó vắng. Hôm nay thì giờ vô đây thì nó lại đông nè, đông thấy không? Thì có mấy anh chị em cũng đang ngồi ăn rất là nhiều các bạn nha. Cần hết cho chị Hai. Dạ. Hết rồi hả? Ồ. Em nghĩa mua 50 đi á. À, nữa anh nữa. Thức đi trước gì đó đi. Thầy muốn tới 400 chỗ anh. Mình phải đặt cái camera trao gì nhìn xuống đẹp hơn. 400 máy nước. Hiện tại đang rất là dễ thương nè cả nhà. Em lấy mấy bụng lên chơi nào liền.
không đúng không? Hả? Quay. Cái nào của ai? Cái này muốn chưa? Hả? Uống đi uống đi. Đem tay lên. Thì đang nói chuyện với khách nhà cả nhà ơi. Quay.
mấy anh chị buồn ơi, đến đoạn 45 mất cây buồn 10 quân 11 mấy anh chị giúp ủng hộ cho mấy chị em, với em nghe mấy anh chị buồn. Cảm ơn mấy anh chị buồn rất là nhiều luôn nghe. Cảm ơn nghe. Em ruột với chị ruột mấy lại chú ai ly với một ly chai chị chú Đức Trần gửi lại hỏi tâm đi thi. Dạ cảm ơn chú Đức Trần nghe. Chú Đức Trần quá chú Đức Trần quá cho nên bây giờ con tiếp tục làm cái ba ly không có anh nghe. Dạ tía ơi hết bóp rồi tía em rồi chú ra ngoài chú Đức Trần tía thôi. Dạ cô hai đây, cô hai đang làm cái tour để mà năm phát trước thì em muốn đi không phải gọi tôi đã lấy còn rồi thì nói đi về mấy mày này mỗi lần tìm nhảy như vậy nhảy còn nhảy rồi tao có tiền mãi đâu thấy hả chung là hồi nãy giờ em không nói chuyện là lý do là em để cho mọi người xem được cái toàn cảnh mà khi mà có nhiều anh em YouTuber vậy thì nó sẽ vui hơn đúng không cả nhà. Thì em cũng mong là cả nhà sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Nam Thi cũng như ủng hộ như tụi em. Thì em xin kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.